Xin chào tất cả quý vị khán giả thân thương của kênh Trần Thanh Trương. Có lẽ giờ này mọi người đã xem xong cái clip của anh Khương. Anh đi mua một con gà. À không, xin lỗi mọi người, chưa nhầm, một con vịt mà anh nói là vịt quay ngon nhất Sài Gòn. Nên là anh Trương đã mời mọi người thưởng thức. Sau khi tất cả mọi người ở đây thưởng thức ăn rất là ngon lành cành đào thì anh mới nói là anh mua. Bây giờ các em hùn tiền lại cho anh. Thực sự không biết nói như thế nào mọi người. Cho dù là vịt quay ngon đến cỡ nào mọi người mà mình phải bỏ tiền ra nha. Cái vị hương vị của nó lúc nào nó cũng nhạt dần đó mọi người. Nó không phải là số 1 nữa. Đó mọi người thấy bãi chiến trường. Cuối cùng Thanh Trương cũng sẽ là người đàn ông dọn. Rất là nhiều mà bây giờ cũng không có gặp cô. Mà nó cũng không quan tâm về cho mọi người thấy không? À, cuối cùng Thanh Trương sẽ dọn nè. Rồi sau này nó gặp cô nó sẽ... Đây, đây là những gương mặt sáng giá của làng làng ăn. Ý là cô nói là... À, chị Hiền, bây giờ Thanh Trương. Anh Trương đưa cho anh Khương 500 thì thực sự anh Trương là một người con lúc nào cũng gọi là trung thành, với lại cũng tin tưởng mà cái gì cũng được. Ăn là phải trả tiền. Nhưng mà các bạn đây, thực sự các bạn không fair play chút nào nữa. Đây, đây những... À, chị Hiền. Chị Hiền thì chị gửi tiền rồi. Chúng ta là những người gọi là chính trực, liêm khiết, chịu ăn, trồng phẳng nhất. À, đúng không? Có làm mới có ăn nữa. Em, có nãy như anh thấy em ăn miếng miếng ức gà rồi. Có bắt đầu ăn đi hàng công gì rồi. Xíu à? Trời ơi, chị Hà như em nói em ngửi thì anh còn không lấy tiền chứ em ăn thì chắc chắn. Thôi em ạ. À. Cuộc sống mà ai cũng phải lăn lội ra ngoài đường, ra xã hội kiếm những đồng tiền vất vả lắm anh, mồ hôi sương máu nước mắt đó. Em sao cứ cười với anh nhỉ? Móc tiền đi em. Em móc tiền em Linh. Thôi dạ, thì anh em ăn miếng gì? À, miếng xíu xương á anh. Xương á? Xương thì 20. Em ăn xương 20. Cái đó là tinh túy á, thường thường người ta nước đúng rồi mà. Nước hầm xương mà nhưng em... mà đó là gà luộc thì nó mới có tinh túy thôi chứ. Trời gà nướng thì nó theo dầu hết rồi anh. Sao lại nhưng mà vấn đề nhưng mà ăn không phải có ngon đâu. Giờ nghĩ lại thì thấy không có ngon lắm. Ngon là 50. Ngon là 50. Giờ nghĩ lại tinh túy là... tinh túy anh lấy em 100 rồi em ơi. Thôi cho anh xin đi nhá, quý lòng nhiều. Không, bây giờ xem lại clip anh Khương anh bé nó không biết gì. Đúng rồi, mọi người hãy cùng xem lại clip của anh Khương xem bé đã bốc miếng gì đó, thấy chưa, rõ ràng là miếng anh đã tu lại rồi. Anh xin nhá, thôi anh lấy 20 thôi để 11.000 em chuyển giá về nhá. Anh lấy em 20 nhá. Trời ơi em ơi, cuộc đời dễ ăn quá. Ô mí nè. Chào chưa sao ơi điện đang nhai gì đó, nhai miếng thịt à? Lúc nãy nghĩ có nợ tiền không nghĩ? Đâu có nợ gì đâu. Nhưng mà có ăn không? Ăn có. Ăn miếng gì? Có rồi. Sao không nhớ? Cái miếng ở chỗ cái bụng của nó là gọi là cái gì? Cái bụng của nó là gọi là bụng. Ức nhưng mà không phải thịt là xương sườn. Xương sườn à? Ức gà. Ức gà. Chưa nhớ là có phải một người gọi là ăn ức gà. À. Đuôi là cái đùi. Đuôi. Nói chung ức gà cho Trương xin 30. Trương mới xin lại những gì đã mất. Và không hiểu mất lên những gì chúng ta đã có. Cái gì 30 hả? Bất mà. Hả? Mình chia ra bao nhiêu? Anh Trương cân ký. À anh Khương là anh cân cả con. Còn anh Trương là xỉa miếng nha bán. Xỉa miếng. Ai cho xin 30 nào? Bây giờ có bao nhiêu góp bao nhiêu nha. Ừ. Làm từ thiện à? Hay là đi chua, tôi tự bán đàng hoàng. Ủa chứ mà người ta đâu có mua đâu, người ta đừng mời ăn mà. Mời ăn đâu, thấy anh Khương anh thu tiền tôi chưa? Trời ơi, chưa. Cái người như này, lao động vất vả này, thấy chưa? Xẹo rồi, đen tay đen nắng nôi vất vả này. Mình xin bạn ơi. Anh lấy hàng hả? Anh sẽ để xe đi, anh cứ đi ông đó, lấy hàng xin. Nè, hồi sáng đi làm có 60.000 thôi, ăn chưa hết 40 mấy ngàn rồi. Chứ gì đang sáng à? Ăn sáng còn bao nhiêu 2, 4, 6, còn có 7 ngày à. Thiệt. Nợ đi. Cho nợ 23 ngàn. Đó
ơi mọi người, lúc mình bỏ tiền nha, mình bỏ một cục luôn, bây giờ này lấy lại toàn lé tế như thế này thì thôi coi gom lại coi có được bao nhiêu. Bị gà ấy. Cái này chị Tú chị chưa ăn nha. Đây, rồi. Nhưng mà thật sự cô chưa biết là bên mình đã đưa lên những cái mảng nào để cô xem qua để mình biết. Có gì cô cứ đây chị Diễm để mình biết là nó chị Diễm lúc nãy là chị ăn miếng gì của con vịt, chị ăn cái bao ni lông bọc bọc con vịt thôi chị nên chị sẽ không phải trả tiền. Không chị sao ăn bao ni lông rồi em về đi quay lại giờ móc móc bọc này ở nhà giờ ra kiểm tra thôi. Ông Thanh Trương cũng biết là làm cái điều này không nên, nhưng mà ai cũng phải kiếm sống mà, tại sao lại nói dưới nhau như vậy. Thôi anh Trương sẽ bảo tiếp tục vào. Eo ơi, anh Khương anh chơi kỳ nhỉ? Nhiều lúc anh ấy chơi như trẻ con nữa. Đó, mọi người sầu riêng hôm nay vẫn là nhiều nhá, mong mọi người đến ủng hộ Thanh Trương nhá. Đó, sầu riêng thế nào. Ngại ghê mọi người nhưng mà phải xin chào các hoa hậu tương lai của Việt Nam. Anh Hà đang ăn gì đây? Cái bánh tráng à? Bánh tráng à? Hải à? Hình như anh nhìn thấy trong đống sừng này có dấu răng hả? Có hả? Có, đây này, đó đây, răng em vừa nhọn vừa sắc đây này. Đó, em vừa xía những miếng thịt thà ra ngoài này. Nãy giờ ăn nhiều lắm. Hải ăn những gì hả? Ủa gì, quen đi, có ai mọi người? Có ai vậy? Sao đến đây vậy? Sao biết không? Sao không biết được, anh có bằng chứng là clip của anh Khương đã quay lại rồi em ạ. Tất cả những cái hành động, những cái cách nhai, những cái cách mà em đảo lưỡi đó, đúng không? Là đều là ghi lại hết rồi. Thôi thì lúc nãy mà ai là người hỏi là ra đây anh Trương đánh lùa hết nhỉ? Ai? Đây là ai nhỉ? Không biết lùng. Thôi nói chung là anh cũng không biết sao, nhưng mà hôm nay em ăn miếng gì á? Miếng gì hả? Miếng đùi hay là miếng mông má ấy? Để ăn một cổ miếng cổ. Cổ là hơi nhiều tiền lắm ạ. Cổ vịt đặc sản á. Giờ bao nhiêu nè? Nói thẳng luôn, bao nhiêu? Cho anh xin 50. 50? Trời sao mắc dữ vậy? Hả? Sao mắc dữ vậy? Bây giờ em có 30 đây thôi. 30 được không? 30 tuy là nó hơi ít nhưng mà thôi là lỡ. 30 đúng không? Thì anh đã chấp nhận thì em cho anh thu hồi lại vốn đi. Rồi 30. Trời nhiều tiền chứ mình. Rồi 30. Nghèo đúng là thủ quỹ của cô Quốc Nam. Bán thử bán bơ là tay ông cũng cầm hết mà bây giờ phải 30. Ô, hai bạn ơi. Mình ngửi thấy mình nước hoa luôn. Đúng rồi. Không ăn hả? Mình đã mất chén luôn hả? Trời ơi, làm chứ có chuyện lại Việt Nam như vậy. Mình chén rồi. Thôi có dịch ở đây. Trời ơi, thịt đang dính ở kẽ răng của bạn. Những lời nói của bạn đã nói dối rồi. Đã bắt đứng bạn. Nhưng không có tiền bạc mà chuyển khoản luôn. Cái số tài khoản. Sao mà nhiều hình thức chứ. Lấy chuyển khoản nha. 50. Mỗi người đều đồng quan điểm là 50 á. Rồi lát bắn trăm nha. Ghê vậy, ghê vậy. Đấy. Tôi đã tập cho nên xin các cho tiền đây. Hai đứa trả chung, hai đứa trả chung. Ồ, đừng. Tại vì không có tiền mặt trong người mua rẻ. Nghèo rồi, khổ lắm luôn á. Tiền mặt có 5 nghìn rồi đấy không? Chưa rút tiền. Chị về gì nữa? Đi ngủ. Đi có tiền mà trả đi em như vậy thôi, cơm tối đi mua đồ ăn uống nữa chứ mọi người. Miệng của mọi người ăn cho sướng cái món sướng cái miệng của mọi người. Bây giờ mọi người đối xử với tôi
quá buồn. Bây giờ phải đi ra. Mọi người, Thanh Trương 500, Thanh Trương đưa cho anh Phương 500, anh Phương thớt lại 130. 56 ngàn, 57 ngàn. Đi ra hỏi anh Khương đi. Hôm nay thì sầu riêng vẫn còn, nhưng mà ngày sầu riêng với lại bơ này tuy là thu tiền nhưng mà vẫn vẫn cái công việc của mọi người đó, bơ 034 nha mọi người, hay là còn gọi là 034 chán nhỉ. Cầm chính cái tay này của em này nhá, bắt đầu lấy miếng đùi, lấy miếng đùi gì không, miếng đùi đi đau bụng mấy giờ luôn, đúng đau bụng luôn, đau bụng thôi mà đau bụng. Cái này con không nhớ này, hồi xưa công ty con bán đây chiều nay coi đang bán đó, chiều nay coi cửa hàng chị nha, 32 ngàn đây coi cửa hàng giùm chị nha, con đi chị đi thăm bệnh cho chị mượn tiền thăm bệnh, con là cái mùi chị quế thôi con, nhiều lý do vậy chị. Rồi thôi chưa hả? Rồi như nào? Rồi, cô đi cô ơi. 50. À, còn nữa không? Con có thích chơi mình nữa. Xin được chụp. Chụp. Đây con nghĩ. Vậy hả? Đây này không phải chăm mới, nói chung là con không có chai mới hoàn toàn. Chai này con cũng mới dùng 2 lần. Cái chai này hết lâu. Ý là giờ con cũng có chai mới để con gửi cô. Nên thôi. Ơi mọi người. Ở tặng chung. Anh Khương anh đi đâu rồi ra? Để nghe biết rồi mai mốt đi. Dạ. Đừng có nói hàng mới đâu. Dạ bên công ty con. Bây giờ Thanh Trương sẽ qua nói chuyện với anh Khương coi tình hình như thế nào. Sao đây không cùng đây không chừng nước mắt nữa. Dạ có nước mắt. Xin chào hẹn gặp lại mọi người. Mọi người ơi. Trời ơi, đừng có bao giờ mà gọi là đứng mũi chịu sào như vậy mọi người. Bây giờ đi thu hồi lại vốn nó khổ lắm. Thu lại được cũng mấy đồng. Cô bé đó mua nước mắm không? Để mua tới lấy này lấy cái mắm luôn. Con gái bé đó luôn.